Mặc dù dịch bệnh, Đồng Nai đang có lệnh cấm tụ tập nhưng các đối tượng vẫn bất chấp lệnh cấm cùng nhau đua xe trái phép. Chiều ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và Công an phường Tân Biên đang phối hợp xác minh, điều tra làm rõ vụ đua xe quy mô lớn vừa phát hiện tại địa bàn. Công an đang tạm giữ 17 đối tượng liên quan cùng 10 chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu. Theo thông tin điều tra, vào cuối chiều cùng ngày, nhóm đối tượng độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi với khoảng hơn 60 người đang tổ chức đua xe trái phép tại khu vực phường Điều Xỉn thuộc khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Nhận được tin báo từ người dân, đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Tân Biên tiến hành ngăn chặn các lối thoát, bao vây các đối tượng. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy đuổi, vây bắt thành công 17 đối tượng, tạm giữ 10 xe máy các loại. Số đối tượng khác đã may mắn tẩu thoát. Trong đó có 10 xe đã bị thay đổi kết cấu xe, hạ gầm, độ bô, không có gương chiếu hậu. Điều đáng nói, các đối tượng hầu hết không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe và xe không có biển kiểm soát. Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận do mùa dịch nên đã tụ tập cùng nhau để tham gia đua xe trái phép. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng.